Los Clásicos. 6 công thần từng bị câu lạc bộ hất đuổi phũ phàng, người cuối cùng là sai lầm lớn nhất mà bố già Perez từng mắc phải. 3. Luis Suarez đã cống hiến những năm tháng đỉnh cao cho Barca, trong đó tự hào nhất là chiếc vô địch Champions League khi đội chủ sân Camp Nou bổ nhiệm huấn luyện viên Ronald Koeman. Chân sút người Uruguay không còn nằm trong kế hoạch tái thiết của câu lạc bộ. Nhà cầm quân người Hà Lan đã thông báo cho Suarez về việc này bằng một cuộc điện thoại. 2. Joao bắt đầu gắn bó với Man City từ năm 2006 và trong 6 mùa giải gần nhất thì có tới 4 lần thủ môn của tuyển Anh nhận được giải thưởng găng tay vàng. Sau chỉ gần 2 tuần tiếp quản, Pep đã đưa ra kết luận Joao chơi bóng bằng chân kém và không phù hợp với triết lý Tiki Taka. Thì ban lãnh đạo Man City cũng không hề lên tiếng ủng hộ hoặc giải thích rõ ràng lý do mà anh phải ra đi. Họ đã cho người âm thầm gỡ bỏ tấm poster có in hình của anh bên ngoài sân Etihad. Kỹ thuật của cậu ta chỉ ở mức trung bình, thiếu cả tốc độ lẫn kỹ thuật, và 90% số đường truyền cậu ta là trả về hoặc ra hai biên. Cầu thủ gì mà chẳng bao giờ truyền xa quá 3 mét? Đó là những lời mà người đứng đầu Nhà Trắng trịnh thượng tuyên bố sau khi chia tay Makelele. Real tiết kiệm được một khoản tiền nhưng lại mất đi cột trống của cả một công trình. Chẳng thế mà ngay sau khi chủ tịch Perez mang David Beckham về sân Bernabeu, Zidane đã thốt lên một cách đầy ngao ngán: dát vàng với chiếc Bentley làm gì nữa khi mà nó đã mất đi động cơ vĩnh cửu. Với đội trưởng Fernando Hierro còn dự liệu trước, việc để mất Makelele sẽ là khởi đầu cho sự sụp đổ của Los Clásicos.